Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì bên em giới thiệu với các bác một chiếc điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều, hoặc là sử dụng điều khiển tốc độ, công suất, lưu lượng máy bơm nước điện một chiều, điện áp từ 12V đến 48V. Thì đây là chiếc điều khiển động cơ công suất cũng khá là cao, với cái dòng chịu tải tối đa là 40A, và nó chuyên sử dụng để điều chỉnh về, một là độ độ sáng của bóng đèn này, hai là điều chỉnh về cái tốc độ của động cơ điện một chiều, ví dụ như các loại motor công suất cao như 775, 795 hay là các loại motor khác. Giải điện áp hoạt động của cái dòng điều khiển này thì nó khá rộng, từ 12V đến 50V. Vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng để điều khiển các cái loại động cơ máy bơm có cái điện áp hoạt động là 12V đến 48V. Và tính cái dòng chịu tải 40A của nó, như vậy thì chúng ta có thể là tương ứng với mỗi điện áp thì chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh được cái ngưỡng công suất là tối đa. Ví dụ như thể là đối với dòng 12V thì công suất max của điều chỉnh là 480W, nhưng mà đối với shop thì khuyên các bác là nên sử dụng điều chỉnh khoảng 70% công suất so với công suất max của cái chiếc áp này. Ví dụ như thể là đối với điện áp 12V thì chúng ta nên điều khiển các cái con máy bơm có công suất 360W trở xuống, còn 24V thì 720W trở xuống. Đối với 36 hoặc là 48V thì tương tự, chúng ta cứ nhân với cái dòng cường độ dòng điện điều khiển khoảng 30A trở xuống là được. Còn nếu cao quá điều khiển lên 40A thì nó ngang ngửa với công suất cực đại của cái thiết bị này thì không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Về cách đấu nối thì rất là đơn giản. Ở trên bo mạch thì có 4 cọc này. 4 cọc này tương đương với 2 cọc vào và 2 cọc ra. 2 cọc vào thì tương đương với lại hai vị trí, tức là bo vừa cộng, bo vừa trừ, tức là cọc này là cọc hai cọc này hai cọc vào này. Đấy, đúng âm dương theo cái ký hiệu ở trên cái bo mạch này, người ta ký hiệu motor trừ motor cộng, tức là cực âm và cực dương motor đó vào đây. Đây, như vậy là theo cái ký hiệu này thì em sẽ chỉ luôn các bác luôn nhé. Đây là cực âm của motor, cực dương motor, cái cực dương của nguồn vào, đây là cực âm của nguồn vào. Đấy, đấu rất là đơn giản. Sản phẩm này thì bên em chuyên sử dụng để điều khiển công suất, lưu lượng nước ra, rồi áp lực nước ra của các loại máy bơm mà bên em cung cấp. Và video này thì shop xin kết thúc tại đây. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 68 98 366, website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bạn.